Xin chào các bạn! Hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, mèo là một trong những loài thú cưng được nhiều người yêu thích bởi sự đáng yêu cũng như gần gũi của chúng. Thậm chí có những người sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn đô la để sở hữu một chú mèo. Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu 7 giống mèo đắt nhất thế giới mà có thể bạn chưa từng biết đến nhé! Danh sách 7 giống mèo đắt nhất thế giới không phải ai cũng sở hữu được. Đứng ở vị trí thứ nhất đó chính là mèo Ashera, giá từ 50.000 đến 100.000 đô la Mỹ. Mèo Ashera là giống mèo nhân tạo được tạo ra bởi phòng thí nghiệm bởi công ty Lifestyle Pets tại Mỹ. Họ đã tạo ra mèo Ashera từ 3 giống mèo đặc biệt nhất trên thế giới là mèo rừng châu Phi, mèo báo châu Á và mèo nhà. Chúng sở hữu chiều cao hơn 1 mét và có thể nặng tới gần 15 kg. Chúng có bộ lông vằn đốm khá giống loài báo, mèo Ashera sống rất tình cảm, quấn chủ. Chúng khá là thông minh, biết nịnh nọt chủ và thân thiện với trẻ nhỏ. Đặc biệt trung thành nên khiến khá nhiều tầng lớp quý tộc sẵn sàng săn đón. Mặc dù là giống mèo đắt đỏ dành cho tầng lớp thượng lưu nhưng chúng không quá kén ăn. Chúng ăn thức ăn như những bé mèo khác như thức ăn khô sẵn, pate, các loại thịt và bạn có thể huấn luyện chúng như một chú cún bằng những trò đơn giản như nhặt bóng. Tiếp theo, đứng ở vị trí thứ hai đó chính là mèo Bengal, giá từ 1.000 đến 25.000 đô la Mỹ. Mèo Bengal hay còn gọi là mèo hổ vằn được biết tới là một trong những giống mèo đắt nhất thế giới hiện nay. Bengal là giống mèo lai có nguồn gốc từ Mỹ, xuất hiện vào thế kỷ 19. Chúng là kết quả của việc lai chéo giữa những con mèo hoang dã châu Á và dòng mèo nhà Mỹ. Mèo Bengal là một chú mèo thông minh, thân thiện để làm thú cưng. Những chú mèo có bộ lông vằn da báo này được bình chọn là giống mèo đẹp nhất hiện nay. Bengal là giống mèo đẹp, đắt tiền và đương nhiên không phải là giống mèo phù hợp với tất cả mọi người. Chúng là những chú mèo có kích thước trung bình, thân hình dài, rất cơ bắp và săn chắc. Khi trưởng thành, mèo Bengal có cân nặng từ 3,5 đến 7 kg. Chúng rất thích leo trèo, chúng tò mò khám phá mọi nơi. Cửa sổ, tủ sách sẽ thường là nơi quen thuộc của chúng. Tiếp theo, ở vị trí số 3 đó chính là mèo Khao Mani với giá trị từ 7.000 đến 11.000 đô la Mỹ. Mèo Khao Mani được biết tới với biệt danh chú mèo có đôi mắt kim cương. Đây là giống mèo hiếm và cổ xưa của Thái Lan, được phát hiện từ hàng trăm năm trước. Mèo Khao Mani có màu trắng tinh với lớp lông ngắn, mịn. Chúng có đôi mắt màu xanh, đôi mắt vàng và đôi mắt kỳ lạ với mỗi mắt có một màu. Mèo có cặp mắt hai màu giống Khao Mani là loài hiếm nhất. Mèo Khao Mani được coi là giống mèo may mắn và cũng được giới quý tộc Hoàng gia Thái hết sức ưa chuộng, là giống mèo có hình dáng mảnh mai, đặc trưng của loài mèo phương Đông. Với cân nặng trung bình từ 4 đến 6 kg và dài khoảng từ 25 đến 30 cm, là giống mèo rất thân thiện với con người và những loài thú cưng khác trong nhà. Tuy là thân thiện thật nhưng vẫn không nên đùa quá trớn, kẻo lại ăn vả ngay nhá. Vì vậy, bạn cũng không nên để trẻ nhỏ dưới 2 tuổi chơi đùa với chúng. Chúng thuộc nòi nhà mèo châu Á nên bản tính tò mò, chơi loạn trong nhà của bạn. Hay ngồi ngó trộm bạn lướt Facebook, nhìn trộm bạn tắm qua khay cửa cũng có thể đấy. Và ở vị trí thứ tư đó chính là mèo Anh lông ngắn với giá trị từ 500 đến 1.500 đô la Mỹ, tương đương với 11 đến 34 triệu đồng Việt Nam. Mèo Anh lông ngắn là phiên bản nhân giống có chọn lọc với những đặc điểm như thân hình mũm mĩm, lông ngắn và đầy dày cùng với khuôn mặt to. Màu sắc phổ biến nhất là màu xám xanh với mắt màu vàng đồng. Và chúng có điều gì đặc biệt mà có thể làm siêu lòng biết bao người như vậy? Mèo Anh lông ngắn thuộc một trong các giống mèo cổ nhất trên thế giới với nguồn gốc từ Ai Cập trong thời kỳ La Mã cổ đại. Chúng là giống mèo khá thụ động, lười biếng và ít khi di chuyển mạnh. Những chú mèo này rất thân thiện, tuy vậy chúng thích được gần gũi với người chứ không thích được bế trên tay. Sống tình cảm và rất thích làm nũng với chủ, bên cạnh đó chúng rất thân thiện với em bé. Bạn có thể an tâm khi nuôi giống mèo này dù nhà có trẻ con nhé! Tiếp theo, ở vị trí số 5 đó chính là mèo Savannah với giá trị từ 4.000 đến 22.000 đô la Mỹ, tương đương với 92 đến 506 triệu đồng Việt Nam. Mèo Savannah là một trong những giống mèo được biết đến như là một con báo con với sự độc lạ và được nhiều người săn lùng. Mèo Savannah là kết quả của sự kết hợp giữa mèo Siam và mèo Serval châu Phi có trọng lượng không quá 10 kg. Được biết đến là giống mèo cảnh dành cho các đại gia, mèo Savannah có giá khá cao nhưng được không ít người săn lùng vì vẻ đẹp độc lạ. Vì giá khá cao nên mèo Savannah không được bán phổ biến tại Việt Nam. Với một cơ thể giống như những chú báo con, chúng có sức mạnh tốt, tò mò và rất tự tin, rất thân thiện, rất hay leo trèo. Và chúng cũng rất thích khám phá. Không khác gì một chú chó, chúng luôn trung thành và sẵn sàng xả thân để bảo vệ chủ nhân trước hiểm nguy. Tiếp theo, ở vị trí số 6 đó chính là mèo Caracal, có giá từ 7.000 đến 10.000 đô la Mỹ, tương đương với 160 triệu đến 230 triệu đồng Việt Nam. Mèo Caracal hay còn được biết tới với cái tên là linh miêu tai đen là giống mèo hoang dã phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, Pakistan, Trung Đông và châu Phi. Linh miêu tai đen thỉnh thoảng được gọi là linh miêu sa mạc hoặc linh miêu châu Phi, linh miêu ba tư, là giống mèo thuộc hàng to lớn bởi thân hình cao khoảng 50 cm, dài khoảng từ 80 đến 140 cm cùng với trọng lượng từ 12 đến 18 kg.
Chúng có bộ lông ngắn và rậm. Màu lông thường là màu nâu đỏ và phần dưới bụng là màu trắng. Chúng có cơ bắp vạm vỡ với đôi chân dài và chân sau mạnh mẽ cho phép nó nhảy cao tới 3 mét. Là loài săn mồi có kỹ năng, lanh nghề, chuyên săn nhiều loại động vật cỡ nhỏ đến trung bình. Những đặc điểm thể chất độc đáo giúp chúng tồn tại trong phạm vi tự nhiên rất tốt. Với sự nhanh nhẹn và tốc độ, chúng dễ dàng truy đuổi và bắt con mồi. Tuy nhiên, lưu ý là ở nhiều quốc gia, nuôi linh miêu tai đen là bất hợp pháp. Do vậy, nếu ở Việt Nam, gần như bạn sẽ khó bắt gặp người nào sở hữu giống mèo này. Và cuối cùng, ở vị trí số 7 đó chính là mèo Scottish Fold với giá trị từ 200 đến 1.500 đô la Mỹ, tương đương với từ 4 đến 34 triệu đồng Việt Nam. Scottish hay còn gọi là mèo tai cụp là một giống mèo nhà với sự đột biến sinh học có nguồn gốc từ Scotland. Vào năm 1960, mèo Scottish tai cụp đầu tiên được tìm thấy ở nông trại Scotland có tên là Susie. Rất nhiều người đã ngạc nhiên và không khỏi tò mò khi nhìn thấy giống loài này. Hiện nay, loài mèo Scottish đã trở thành thú cưng không chỉ của người dân Mỹ mà còn du nhập sang cả các quốc gia khác, kể cả Việt Nam. Giống mèo này có tai bị cụp, phía trước và xuống phía đầu trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Có lẽ vì vậy mà mèo Scottish được nhiều người nuôi thú cưng yêu thích. Chúng có thân hình nhỏ, trông như cục bông mềm mềm, với dáng người tròn trĩnh, đôi mắt to tròn như viên bi, bốn chân ngắn dễ thương đã làm biết bao nhiêu con sen say đắm. Chúng rất thân thiện, hiền lành và là giống mèo thông minh. Chúng thích nũng nịu với chủ và hòa đồng với động vật khác. Vì lười vận động nên mèo Scottish rất dễ béo. Và trên đây là 7 giống mèo đắt nhất thế giới. Nội dung của chúng mình còn nhiều thiếu sót. Nếu bạn biết thêm về giống mèo nào thì hãy tự tin comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Và nếu bạn thích video này thì đừng quên ủng hộ kênh một comment, một like, một subscribe và đừng quên nhấp vào nút thông báo để xem các video tiếp theo hay và thú vị hơn nhé. Và video ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.